Sáng hôm nay chúng ta chia sẻ từ bữa tới tại giờ mình mới livestream trực tiếp trên hai kênh đối với tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và sáng hôm nay mình chia sẻ không bảy cái thói quen tốt đó, nếu bạn muốn muốn trở nên thành công và giàu có hơn đó. Và bây giờ chúng ta mới vừa lên nên chúng ta gặp nhau, chào nhau, kết nối nhau để mình biết các bạn biết mình. Thông qua livestream này thì mình cũng biết các bạn và chia sẻ, ép bạn bè mình vào, người thân của mình vào để họ nghe, họ có cái sự thay đổi gì đó. Thường thường là chúng ta chia sẻ thì mỗi lần chúng ta chia sẻ cho ai nghĩa là chúng ta đang gieo một cái hạt rất là tốt. Chào bạn Tiến Dũng, và các bạn cũng giới thiệu về mình là các bạn đang ở khu vực nào, vùng miền nào. Đặc biệt là các bạn giới thiệu các bạn đang làm lĩnh vực nào, kinh doanh cái gì thì nó lại càng tốt hơn nữa. Để cho mọi người cùng biết về các bạn, để chúng ta cùng nhau kết nối với nhau. Chào bạn Thanh Ngân, Nguyễn Thị Thanh Ngân. Chào bạn Lê Xuân Vinh. Chào bạn Nguyễn Trí Dũng. Vâng, tuyệt vời. Các bạn nào bên kênh Facebook thì các bạn bấm vào cái follow của mình, kết bạn với mình. Bấm theo dõi, chọn xem trước. Bạn nào bên kênh YouTube thì các bạn bấm vào cái kênh subscribe, cái đăng ký á, rồi xong các bạn bấm vào cái chuông nữa. Nhớ bấm vào cái chuông. Vì sao phải bấm vào cái chuông thì khi mà mình livestream nó mới báo về cho các bạn bấm subscribe, đăng ký, mà bạn không bấm vào chuông thì người người ta không có báo cho, nó không có báo cho bạn. Các bạn bên kênh Facebook cũng vậy. Chào bạn Phúc, Bùi Đình Phúc. Thì các bạn phải bấm vào. Chào bạn Hải, Vua Tả Đen ở Đắk Lắk. Các bên kênh Facebook thì các bạn bấm vào cái nút bật để khi mà livestream thì nó báo về nhà các bạn. Chào bạn Thắng Phạm. Vâng. Cái chương trình livestream buổi sáng hôm nay là mình nói là 7 thói quen để mà trong năm 2019 này chúng ta có sự thay đổi. Chào bạn Lưu Gia Linh bên kênh YouTube. Và để chúng ta có cái sự thay đổi, và cái sự thay đổi trong năm 2019 này nó sẽ dẫn đến cái sự thay đổi của bạn về sau này. Gọi là thói quen mà. Mình nói cái từ bạn là thói quen. Thói quen là gì? Là nghĩa là chúng ta làm nó, làm đi làm lại nó mà chúng ta cảm giác nó rất là nhẹ nhàng như là không làm, gọi là thói quen. Các bạn phải nhớ cái từ thói quen là vậy. Còn mà chúng ta còn đang luyện tập nè, chúng ta còn phải làm cái đó mà chúng ta còn phải nhớ về nó. Chào bạn Cuộc Sống Việt Nam Sài Gòn, chào bạn Tân Ái. Chúng ta chào bạn Trần Thị Mai Hương. Chúng ta phải luyện tập tới, luyện tập lui, từ lui, thì cái đó chưa gọi là thói quen. Các bạn phải hiểu cái từ sức mạnh là thói quen là vậy. Thói quen là không cần làm gì hết mà nó vẫn cứ làm. Chào bạn Quốc Phi ở Quảng Ngãi. Bạn nào ở khu vực và tỉnh nào các bạn cũng giới thiệu các bạn luôn để mình biết các bạn đang ở đâu. Các bạn giới thiệu về các bạn mà các bạn không nói ở đâu thì mọi người cũng không biết và mình cũng không biết luôn. Nó là thói quen nghĩa là chúng ta phải tập đi tập lại, luyện đi luyện lại để nó ở thành ở trong máu của chúng ta luôn, mà chúng ta không cần phải gì chúng ta không cần phải mất thời gian công sức cho nó, không cần phải nhớ, không, chúng ta làm nó một cách rất là tự nhiên mà nó không có mệt, thì như vậy mới gọi là thói quen. Chào bạn Trang Thu, chào bạn Bùi Hữu Cường. Vậy thì cái thói quen thứ nhất đó là cái thói quen ra kinh doanh, thì thường thường người ta thống kê hết rồi, cái gì người ta cũng thống kê hết rồi. Những người mà họ có cái cuộc sống khá giả và tài sản khá giả thì thường thường là họ hay sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp. Chào bạn Nguyễn Bích Thủy, họ sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng. Họ có một cái nguồn thu nhập riêng, cái doanh nghiệp đó tạo ra cái nguồn thu nhập cho họ. Cái người ta đã thống kê ra hết rồi. Họ luôn luôn sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng, nhỏ nhỏ cũng được, nó giúp cho họ có thu nhập đều đặn gì đó. Cái thu nhập đó có thể là mang cho họ đến một tháng 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu tùy. Họ luôn có những cái đó. Vậy thì cái câu hỏi ở đây là bạn đã có cho mình một cái doanh nghiệp riêng chưa? Bạn đã tạo cho mình một cái doanh nghiệp riêng chưa? Cái thói quen của những người mà giàu có là họ luôn ra kinh doanh. Họ có cho mình một cái doanh nghiệp riêng.
À, đầu tư cũng được, nhưng mà đầu tư thì nó lại không bình ổn bằng kinh doanh. Đầu tư là bạn ví dụ như bây giờ là bất động sản đang lên thì nó ok vậy, chứ bất động sản mà nó ấy xuống là nó đứng trong vòng mấy năm vậy, nó đứng cứng ngắc. Chứng khoán cũng vậy, bình thường là nó ok, nhưng mà có những lúc là nó đứng rất là dài. Nó là đầu tư là nó tạo ra cái dòng tiền dương mỗi ngày. Tạo ra cái dòng tiền dương rất là đều 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 đều. Có những người các bạn họ đi làm công ăn lương, mức lương họ cũng rất là cao, dân văn phòng á, ok chưa, họ có mức lương rất là cao, họ cũng có tài sản nó cao lắm, nhưng mà thường thường á những người dân văn phòng á, thì họ hay có thói quen là họ vung tay quá tráng, bởi vì họ cứ đi làm họ lãnh lương thôi. Cái người kinh doanh đó, họ va chạm từ đầu vào cho tới đầu ra cho tới doanh nghiệp, rồi họ hàng ngày họ bỏ chi tiêu cái gì để làm sao để họ ra được lãi, họ trả lương cho nhân viên, họ tính toán hết. Nên là đâm ra những cái người mà kinh doanh đó, họ có một cái thói quen về tiền bạc rất là tốt. Còn những người mà dân văn phòng đó, có những người dân văn phòng đó, dân văn phòng thu nhập thấp thì không nói rồi, dân văn phòng mà thu nhập cao á, văn phòng mà thu nhập cao á, thì họ có một cái thói quen rất là kỳ lạ là họ vung tay quá tráng, họ chi tiêu nó xong xanh, tức là họ nghĩ là cuối tháng họ lãnh lương mà, bởi vì những cái người đó phần lớn là họ không có thói quen về tài chính tốt, họ chưa có được cái thói quen đó, bởi vì cái công việc mà đi làm á, ví dụ là họ làm kế toán ở cái cấp độ cao, chào bạn Quyên Trần, và họ chỉ cái luyện cái công việc kế toán đâu, họ không có tự mình vận hành trên cái đồng tiền mỗi ngày đó, nên họ không có cảm giác đó. Hoặc là họ làm giám đốc sale, giám đốc marketing đồ đó, họ cũng có mức lương cao, thu nhập cao, tuy nhiên là cái thói quen của những người đó là họ thực sự không giỏi về cái quản lý đồng tiền và cái quản trị đồng tiền theo một cái nghệ thuật mà một người kinh doanh, bất kỳ một người kinh doanh nào, họ ra và họ có kiến thức về tài chính một cái là họ quản trị đồng tiền cực kỳ tốt, và họ gọi là cái cuộc chơi về tiền họ nó rất là tốt, nó rất là thông minh. Còn đầu tư nó có một cái điểm yếu ở chỗ là lúc nó lên thì nó ào 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 vậy, đầu tư nó đòi hỏi bạn phải có một khoản tiền rất là lớn, lên thì nó ào ào vậy á, thực sự là bắt đầu sẵn nó lên trong một năm á, bạn chỉ lướt được một hai căn là nó hết, nhưng mà khi nó đứng á, trụ nó đứng lâu lắm, nó đứng lâu, và bạn này mà cho vay nữa là vay mà được tiêu là gần như là tiêu tiêu tan hết. Nên cái thói quen đầu tiên á, cho bạn Phúc Lê, là bạn đã ra kinh doanh chưa, và bạn đã sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng chưa? Khi mà kinh doanh mà chúng ta tạo ra một cái doanh nghiệp nhỏ, doanh thu một tháng khoảng 500 triệu, doanh thu một tháng 1 tỷ thì nó khỏe ru nó khỏe lắm. Lúc lúc đầu dĩ nhiên lúc đầu làm cái gì nó cũng khó, bởi vì bạn chưa biết, đã gọi là thói quen mà. Ngay từ đầu mà đã gọi là thói quen là luyện cho chúng ta một cái thói quen về kinh doanh, một cái bản năng kinh doanh mà nó ăn vào trong máu ấy. Luyện cho tâm cái bản năng đó. Thì doanh thu chúng ta khoảng một tháng 1 tỷ thì nhân viên của chúng ta khoảng từ 5, 6, 7 cho tới 10 đứa, rất là dễ. Doanh nghiệp các bạn nó hoạt động nhỏ gọn thì tự nhiên nó tạo ra một cái dòng tiền rất là đều. Nếu mà bạn lãi 20% thì một tháng bạn cũng có 200 triệu, bạn lãi 10% thì một tháng bạn cũng có 100 triệu, nó cứ nó đều đều. Doanh thu nó đều vậy đó. Chào bạn Thu Hà. Vậy thì bạn đã có cái thói quen, bạn đã luyện cho mình cái thói quen kinh doanh chưa? Bạn đã luyện cho mình để mình có một cái doanh nghiệp riêng chưa? Và trong năm 2019 này bạn cứ quyết tâm bằng luyện. Các bạn nên nhớ là luyện để cho mình có một cái doanh nghiệp riêng, chứ không phải là chúng ta đi đi buôn bán. Mình thấy gần đây những bạn lên trên Facebook rồi đi làm đại lý rồi buôn bán cho người khác, rồi cũng là gọi là mình là dân kinh doanh. Không phải, bạn đang tập kinh doanh, bạn đang tập tành kinh doanh thôi. Chào bạn Lê Trọng Tài. Đang tập tành kinh doanh thôi, bạn chỉ là một cái bộ phận kinh doanh của một cái doanh nghiệp khác thôi, của một cái thương hiệu khác thôi, bạn chưa phải là cái người làm kinh doanh đâu. Nên nhớ vậy. Và trong năm 2019 này bạn đã quyết định luyện cho mình có một cái thói quen kinh doanh tốt chưa? Đó là cái thói quen thứ nhất. Thói quen thứ hai là đừng có tích trữ nhiều tiêu sản. Những cái người mà dân văn phòng, có những người, cho bạn Lương Trần,
À, dân văn phòng có những người họ thu nhập rất là cao các bạn, nhưng mà họ tích trữ nhiều tiêu sản quá. Tiêu sản là những gì ạ? Là những cái gì mình sở hữu nó đi ra khỏi, nó lấy tiền ra khỏi túi mình. Còn tài sản là những gì mình sở hữu nó mang về tiền cho mình, nó mang về tiền cho mình, nó mang cho mình rất là nhiều tiền. À, ví dụ mình ví dụ thôi, ví dụ như là một cái bạn ở dân văn phòng họ thấy cái điện thoại iPhone ra, thầy nói rõ về luyện thói quen kinh doanh hơn được không? À, rồi luyện thói quen kinh doanh thì em phải, thứ nhất bạn hỏi là làm sao để luyện thói quen kinh doanh, thứ nhất muốn luyện thói quen kinh doanh thì thứ nhất là chúng ta phải trang bị cho mình có kiến thức về kinh doanh, có kiến thức về kinh doanh nhé, chứ không phải là kiến thức về quản trị kinh doanh đâu, không phải kiến thức của một người kinh doanh thực thụ. Thứ hai, chúng ta phải luyện chúng ta có những cái kỹ năng trong kinh doanh, chúng ta phải biết những kỹ năng trong kinh doanh đó là cái gì. Thứ ba, chúng ta phải luyện chúng ta có những cái kinh nghiệm trong kinh doanh. À, và cái thứ tư là chúng ta phải luyện cho chúng ta có những cái kỷ luật của người kinh doanh. Cái phần vừa rồi là chúng ta trang bị về cho tư duy, sau đó chúng ta bắt tay vào, chúng ta tập tành, chúng ta khởi nghiệp. À, cho tới khi chúng ta kinh doanh tốt thì thường thường á thì nó khoảng mất khoảng từ 2 đến 3 năm đi theo đúng cái luồng đó. Ok chưa bạn? Tiếp tục nữa là mình nói tiếp cái phần số 2, đó là chúng ta phải có thói quen là sở hữu nhiều tài sản chứ không phải là sở hữu nhiều tiêu sản. Cái dân văn phòng mà có thu nhập cao á, phần lớn là họ 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 không có ý thức, họ không biết đó là họ họ sở hữu rất là nhiều tiêu sản. Ví dụ như cái điện thoại iPhone gần cái 1.000 đô, họ thấy người ta mua thì họ cũng mua. Họ mua cho nó sang á mà. Họ mua cho nó sang. Tuy nhiên khi mà họ sở hữu cái điện thoại đó thì họ không làm gì, họ nghe, họ gọi, họ cảm giác cho nó sang thôi, chứ thực sự là nó tiêu tốn họ rất là nhiều tiền. Tuy nhiên bản thân mình vẫn sở hữu cái điện thoại. Các bạn thấy mình đang livestream cho các bạn hai cái điện thoại, một cái điện thoại là iPhone 6 Plus, ở bên kênh YouTube là mình đang livestream cái iPhone 6, còn cái bên Facebook thì mình đang livestream cái iPhone 8 Plus luôn. Vậy thì nó như thế nào? Mình sở hữu, tuy nhiên cái sở hữu của mình á, nó tạo ra cái tài 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 sản. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình dùng nó, mình livestream nó mỗi mỗi ngày, mình dùng hai điện thoại này mà livestream nó mỗi ngày. Mình làm video mọi thứ mà làm trên hai cái điện thoại này thì mình cảm giác nó rất là lãi cho mình, bởi vì mình làm vậy nó mang tiền cho mình. Các bạn thấy như là mình đang mở cái lớp bán hàng online Tết, mình dạy trên livestream trên khắp miền đất nước bán hàng Tết đó. Thì mình cũng có tiền rồi, mình livestream cho các bạn biết về mình, chút xíu mình giới thiệu những cái quyển sách của mình rồi các bạn mua, rồi mình cũng có tiền. Tức là mình thấy hai cái điện thoại này nó giúp cho mình livestream rất là tốt. Các bạn thấy mình đang livestream trên cái điện thoại mà các bạn thấy màn hình của mình nó bự không? Nó rất là bự. Đó, bởi vì hai cái điện thoại nó ok, nó mới giúp cho các bạn livestream ngang được. Còn bác các bạn thấy mọi người cứ tưởng là mình livestream trên cái laptop, nhưng mà thực sự không, mình đang livestream trên cái điện thoại hết. Và các bạn thấy cái màn hình nó bự không ạ? Rất là bự. Còn các bạn thấy những người kia họ livestream, họ không có biết cách cái livestream, nó rất là có lợi cho mình. Ý ở đây là cái thói quen thứ hai là chúng ta phải có gì ạ? Phải có thói quen gì ạ? Sở hữu những cái gì ạ? Những cái tài sản, hoặc là những cái gì ạ? Hoặc là những gì? Thường thường á, là những cái người mà họ có thói quen tốt á thì họ cũng có xe con, chứ không phải họ có xe con, mà cái chiếc xe con rất là bình thường. Ví dụ họ mua cái chiếc Toyota Vios, Toyota Atix mà loại mới ấy, các bạn thấy tôi Atix loại mới thì nó khoảng 700-800 triệu thôi, Vios nó khoảng 500-600 triệu thôi, đủ đi thôi. Và đi rất là bền và rất là tiết kiệm. Nhưng những cái dân văn phòng á mà họ họ cũng có tiền nhiều, và họ họ mua một cái chiếc xe rất là đẹp, tốn chừng 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, rất là xua, họ đi để họ khoe thôi. Và phần lớn, một bí mật cho các bạn biết, một bí mật mình gọi cho bạn một bí mật, phần lớn những người đi siêu xe xe sang á, là những người đó nợ rất là nhiều, những người đó họ đang nợ rất là nhiều. Tiền họ đi xe là tiền nợ đó. Họ vay ngân hàng để họ mua, họ như thế nào ạ?
họ đang nợ ngân hàng, họ đang huy động vốn từ cổ đông để họ mua, rồi họ đi xe sang, rồi chừng cuối cùng là họ trả góp từ từ. Họ đang sở hữu một cái tiêu sản. Phần lớn những người đang chạy siêu xe là những người đang nợ nần rất là nhiều các bạn ạ. Phần lớn vậy. Còn những người mà họ có tài sản và thực thụ thì các bạn biết rằng là họ cứ từng bước ấy, họ sở hữu những cái chiếc xe con, bởi vì cái nhu cầu cuộc sống họ là họ phải có đó thôi, chứ họ không sở hữu cái tiêu sản. Thậm chí cái chiếc xe đó nó mang cho họ rất là nhiều tiền. Còn những ông mà mua siêu xe rồi kia, phần lớn trong số đó là thực sự là đang nợ nần rất là nhiều. Các bạn thấy thú vị mà, rất là thú vị. Các bạn thử tìm hiểu đi. Các bạn nào xem bên kênh Facebook thì các bạn bấm like vào của mình, hoặc là chia sẻ livestream này về nhà bạn. Các bạn bên kênh YouTube bạn, các bạn bấm like vào cái đoạn video này để các bạn đang xem, hoặc là chia sẻ về Facebook của bạn, về cái kênh của bạn để chúng ta lưu lại. Cảm ơn các bạn. Và các bạn nào chưa giới thiệu về của mình thì các bạn giới thiệu đi. Cái thói quen thứ ba là chúng ta phải sống tiết kiệm, ok chưa? Sống tiết kiệm, tức là sống chừng mực, sống tiết kiệm, chứ không phải là sống hoang phí. Điều đó có nghĩa là tiết kiệm quá là cắt hết không, không có cắt. Tuy nhiên, sống một cuộc sống đúng và vừa phải chứ không có hoang phí. Ví dụ như là những cái người mà sống hoang phí là họ như thế nào họ chưa từng sự giàu lắm, nhưng mà họ muốn sở hữu những cái biệt thự rất là bự ABC, và họ sống trong những cái căn nhà đó, nó tiêu tốn họ quá nhiều tiền, nó quá nhiều tiền đi, nhưng mà thật sự cái khoản tiền của họ chưa làm đến mức khổng lồ để mà họ phải ở nó như vậy. Và khi mà bạn ở nó như vậy thì cái chi phí đi liền của nó rất là tốn kém, và bạn phải ở trong những khu dân cư sang trọng vậy, bạn rất là tốn kém, và lần lần nó làm cho bạn xa cách đi, xa cách những người thân của mình đi, xa cách những bạn bè của mình đi, xa cách những người khác đi, bạn khó tiếp cận với những người đó. Còn những cái người mà họ có thói quen giàu có tốt á, thì họ họ cũng một cái căn nhà rất là vừa phải, ở trong một cái khu cộng đồng cũng rất là văn minh, gọi là họ chọn cái đó thông minh đó. Rồi ở trong nhà của họ thì họ trang trí vừa phải đầy đủ cho họ không có xa xỉ. Những cái người mà gọi là làm văn phòng mà thu nhập cao thì họ hay có cái sống xa xỉ, là họ muốn trang bị ở nhà họ cái dàn âm thanh thứ dữ, cái gì cũng thứ dữ, nhưng mà thực sự là cái thu nhập là họ hàng ngày họ phải đi làm công ăn lương, họ làm ở chức vụ cao thì thực sự là họ sự một lương của họ có thể là 100 triệu một tháng, nhưng mà cái cuộc sống họ rất là xa xỉ. Họ luôn đua đòi và họ luôn xa xỉ. Còn những cái người mà họ có thói quen giàu có chính đáng á, thì họ có một cái thói quen sống đủ và chừng mực. Ví dụ như là họ một năm nè, là họ đi du lịch nước ngoài một lần hai lần để mở mang tầm óc, mở mang tầm mắt ra. Hoặc là họ như thế nào họ cho mình những cái trải nghiệm, mà những cái trải nghiệm đó là trong cái cuộc đời nó làm cho chúng ta phát triển tốt hơn, chứ họ không có tập trung vào cái việc mà như thế nào thể hiện xe xua đồ này kia, họ không có làm những cái việc nó như vậy. Tức là nó gọi là nó vượt quá. Trừ những người mà họ quá giàu có thì họ thưởng cho họ họ thôi, dĩ nhiên lúc đó tiền họ phải rất là nhiều. Vậy thì vừa rồi các bạn có nghe tới cái thói quen số 3 chưa? Nếu các bạn nghe thói quen số 3, các bạn luyện được trong năm 2014 này thì tuyệt vời. Và bây giờ mình dừng lại một chút xíu để mình giới thiệu sơ về mình. Mình tên là Nguyễn Thế Duy. Hiện tại mình là người sở hữu Vườn Ươm Nhân Nhân Bitrening, mình thành lập nó năm 2009. Và cái quyển sách, mình là tác giả của những quyển sách sau. Quyển sách đầu tiên của mình là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Bạn nào ra kinh doanh, các bạn nào muốn khởi nghiệp, các bạn đọc cái quyển sách này là nó sẽ truyền cho bạn cái cảm hứng rất là tuyệt vời để các bạn ra làm khởi nghiệp và làm kinh doanh. Có những bạn đọc xong là quyết định viết đơn xin nghỉ việc liền, bởi vì mình đã đi từ cái bí quyết này lên. Cái quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi.
Trong quyển này mình chia sẻ bạn 101 những cái bài học trong kinh doanh và cuộc sống. Nó từng bài học 101 bài học, rất là nhiều bài học. Và những người nói là cái quyển sách này là quyển sách gối đầu đầu giường. Quyển sách thứ ba của mình là quyển bán hàng online ngay. À, cái quyển sách bán hàng online ngay. Thì ở trong này mình cũng chia sẻ đến các bạn là 101 cái bí quyết làm kinh doanh online. À, và cái quyển sách này là nó hỏi luôn, nó mới về tới văn phòng của mình đúng một tuần luôn. Và trong vòng một tuần này nó đã đi hơn 1.000 cuốn rồi. À, nó đi rất là nhanh trên khắp mọi miền đất nước rồi. Vậy thì nó như thế nào ạ? À? Nó như thế nào ạ? À? À, các bạn hãy sở hữu nó và các bạn từng bước các bạn đọc. Cái quyển sách thứ tư của mình thì cái quyển bằng tiếng Anh. Cái quyển này là không có bán ở thị trường Việt Nam, bán trên Amazon ở thị trường của những người biết tiếng Anh. Vậy thì ngay bây giờ mình có một offer cho các bạn, nếu bạn nào mà sở hữu liên tục ba cái quyển sách này, một lúc ba cái quyển sách này, thì tổng giá của nó là giá bìa 330.000 và phi ship đến nhà các bạn trong toàn quốc. Phi ship luôn, cái phi ship nó cũng mắc hết 50.000 á. Và các bạn sẽ được, bạn nào sở hữu ba quyển sách này thì các bạn sẽ được ép vào một cái group. Cái group đó là cái group mà hàng tuần mình sẽ chia sẻ các bạn về bài học kinh doanh. Và sắp tới thôi mình sẽ chia sẻ bạn liên tục 3 giờ đồng hồ trong cái group đó về một cái khóa học là khởi nghiệp và kinh doanh hoàn toàn miễn phí. Sang tuần này thôi mình sẽ chia sẻ bạn ở trong cái group đó. Và các bạn được có dịp kết nối rất là nhiều bạn trên khắp mọi miền đất nước hoàn toàn miễn phí trong cái group đó. Thì bạn nào chia sẻ thì các bạn ngồi học bằng live stream mà các bạn sẽ ngồi học trên khắp mọi miền đất nước ở trong cái group kín thôi. Cảm ơn các bạn rất nào. Bây giờ các bạn nào muốn mua ba quyển sách này thì các bạn cứ comment số điện thoại xuống. Ok bạn Nguyên Trần, em có ba quyển sách là tuyệt vời. Comment số điện thoại xuống thì các em nó sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã dành thời gian nghe quảng cáo của mình. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Cái thói quen thứ tư. Họ luôn chọn cho họ một cái cuộc sống rất là thông minh. Mình luôn nói là cuộc sống thông minh chứ không phải là cuộc sống xa xỉ nha. Cuộc sống thông minh. Cuộc sống thông minh. Ok, chào bạn Tiết Phạm. Em cứ comment vô thì các bạn sẽ đưa em cái đường link. Bạn Trang Thu, em comment số điện thoại của em. Bạn nào muốn mua thì cứ comment. Bạn nào chưa vô group thì cứ comment xuống. Các bạn muốn vào group thì các bạn phải trả lời được những câu hỏi. Các bạn không trả lời được những câu hỏi đó thì các em nó không ép vào group đâu nhé. Bởi vì những cái câu hỏi đó được kiểm tra xem bạn có phải là người thực sự sở hữu những cái quyển sách đó không, chứ không phải là ai cũng ép vào là vào group. Các bạn nào mà cho link mà các bạn không trả lời được những cái câu hỏi đó, điều đó có nghĩa là các em nhân viên thì nó không có biết ai sở hữu hay ai không sở hữu hết. Nó chỉ thấy rằng là mình trả lời đúng đâu thì nó sẽ duyệt, còn mình không trả lời đúng đâu thì theo thì thôi, nó không duyệt được. Các bạn cũng có thể là đến trực tiếp training để các bạn mua. Ok bạn Minh Châu. Cái thói quen thứ tư đó là thói quen chúng ta chọn cái cách sống rất là thông minh. Nghĩa là một cái cuộc sống nó đầy đủ tiện nghi nhưng nó không hoang phí. Ví dụ như mình rất vui là ngay từ nhỏ mình đã hình thành cho mình những cái thói quen đó. Ví dụ như là hiện tại mình ở quận 2. Thì ở quận 2 cái căn của mình ở thì nó có 3 phòng ngủ thôi. Cái phòng mình đang live stream là nó rất là đầy đủ. Mình sẽ sau cho bạn thấy cái phòng live stream của mình. Các bạn thấy ở đằng sau nè, cái phòng live stream của mình nè, cái đây là cái phòng làm việc mình, nó khoảng 20 mét vuông thôi. Và các bạn có muốn mình cho các bạn xem không ạ? Mình tại vì mình đang có hai máy nên là các bạn chờ mình á, mình bật lồng ngược lại để cho các bạn xem ha. Mình bật lồng ngược lại để mình bật lồng ngược lại từng cái. Ok. Các bạn thấy đó. Đây là cái kệ sách của mình. Đây là cái bàn làm việc của mình. Và các bạn thấy đây là cái view. Cái view nhà mình hai view. Cái này là cái view cái mà bên dòng sông Sài Gòn đó các bạn thấy không? Dòng sông Sài Gòn đó thì bên mà xanh xanh đó là cái bán đảo Thanh Đa, lúc xưa là mình ở bên đó. Lúc xưa là mình ở đó. Cái khu của mình là cái khu toàn là biệt thự hết. Dân biệt thự hết. Ok chưa? Cái này là cái kệ mình, tức là chúng ta trang bị một cái cuộc sống nó rất là bình thường. Cái phòng của mình thì nó rất là đầy đủ, nó không thiếu một cái gì hết.
Các bạn thấy để livestream tốt thì mình đang bật cái ánh sáng ở trên rằng của các bạn, nó có nhiều cái sáng. Mình bật ánh sáng rằng các bạn thấy chưa? Đó. Cái đây là cái phòng làm việc cái đó. Các bạn thấy đó, cái phòng làm việc mình nó rất là đầy đủ nó vậy. Cái đây là cái ghế, ai đó tới, bạn bè tới thì ấy, cái này là cái bảng để mình ghi, cần ghi. Và cái này là mình cho các bạn xem cái view tiếp theo, cái view khác, một cái view khác. Các bạn thấy chưa? Đây là cái view, cái này là lúc sáng sớm, cái này là ở vị trí cái phòng làm việc của mình đó các bạn. Cái này là ý là mình nói là ở vị trí cái phòng làm việc mình. Chúng ta nó không cần quá sang trọng nhưng mà nó cần có cái sự đầy đủ, nó cần tiện nghi. Nó giúp cho chúng ta có được cái năng lượng tốt. Mỗi sáng thức dậy thì mình ngồi đây thì mình viết sách rất là tuyệt vời, mình làm việc với các bạn. Cái này là cái view khác, hồi nãy các bạn xem bên kia là cái view khác, còn này là cái view khác. Còn cái dòng sông mà các bạn thấy đó là dòng sông Sài Gòn. Dòng sông Sài Gòn. Vậy thì các bạn thấy chúng ta sách vở đồ đầy đủ, tài liệu rất là đầy đủ, mọi thứ rất là đầy đủ để chúng ta cùng gì ạ? Chúng ta tiện thì tức là chúng ta hãy chọn cho chúng ta một cuộc sống rất là thông minh. Vừa rồi các bạn xem qua thì các bạn có cái ý kiến gì không, các bạn có cái chia sẻ gì không, các bạn có nói gì không để cho mình biết. Chúng ta cần có cái cuộc sống, ý mà nói là cái cuộc sống thông minh nó là như vậy đó. Nghĩa là đầy đủ tiện nghi nhưng mà không có hoang phí, không có xa xỉ. Cái thứ tư là chúng ta chọn cái cách đầu tư khôn ngoan. Chọn những cái phương thức đầu tư khôn ngoan. Ở Việt Nam của chúng ta hiện tại thì đầu tư khôn ngoan chúng ta đó là đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào cổ phiếu. Tuy nhiên đầu tư khôn ngoan nghĩa là đầu tư khôn ngoan ở đây không có nghĩa là đầu tư theo cái kiểu đầu cơ. Mình là chưa bao giờ mình đầu tư đầu cơ đó, mình luôn tìm cái phương pháp đầu tư nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Ví dụ như là bất động sản cái khu đó thì mình luôn là chọn cái phương pháp đầu tư dài hạn, kể cả cổ phiếu vậy mình cũng chọn phương pháp đầu tư dài hạn, mình không có chọn phương pháp đầu tư ngắn hạn. Chạy ra vô mệt lắm. Mình nhắm cái khu vực đó, đất nó đang giá thấp, ví dụ như mình mua ở quận 9 hồi kia nó khoảng 10 triệu trên dưới 10 triệu một mét vuông, thì bây giờ nó lên rất là cao, khoảng 30 mấy 40 triệu một mét vuông đất trong hẻm ở ngoài mặt tiền thì nó lên 50-60. Rồi vừa rồi mình có thoát một ít ra quận 9 mà lên Củ Chi thì mình mua đất nó cũng khoảng trên dưới 10 triệu một mét vuông, bây giờ nó lên 10 mấy triệu một mét vuông rồi. Hoặc là mình đầu tư đất ở Phú Mỹ, lúc trước này vô nó có khoảng 1-2 triệu một mét vuông, bây giờ ở trung tâm Phú Mỹ thì nó lên 7-8 triệu một mét vuông rồi. Các bạn hình dung chưa? Còn ở ngoài rìa của Phú Mỹ thì nó khoảng trước đây mình vô, bây giờ nó lên khoảng 2-3 triệu một mét bên vuông tùy. Cái căn phòng làm việc của mình tại nhà, các bạn ở nhà, chào bạn Hào, ở nhà các bạn nên thiết kế cho mình một cái căn phòng làm việc nó rất là đầy đủ để gì ạ? Để các bạn có cái đầu óc rất là thoải mái để các bạn làm việc. Các bạn làm việc nó như thế nào? Nó phải feeling nhất, nó phải năng lượng nhất. Các bạn hiểu chưa? Như ở cái phòng làm việc của mình đó thì nhiều bạn tới, có dịp tới và các bạn nói cái phòng làm việc rất là tuyệt vời. Hai view, mình nhìn qua bên tay phải là một view khác, trước mặt mình là một view khác. Và cái view nhìn nó rất là đẹp, nó rất là năng lượng. Cái thói quen thứ 6 là đầu tư vào giáo dục cho con cái. Ngày nay người ta phát hiện ra một điều, một bí mật của những người giàu bền vững là thay vì họ tập trung tiền vào sở hữu những cái tiêu sản, những cái siêu xe, những cái biệt thự, thì ngày nay một bí mật là họ tập trung vào đầu tư giáo dục cho con cái. Đây là một bí mật. Trước kia người giàu thì họ hay sở hữu những cái siêu xe, những cái đồng hồ mắc tiền, mặt hàng, trưng bày những cái thương hiệu rất là tốn kém. Thì ngày nay họ thay vì họ tập trung vào những cái việc đó thì họ tập trung vào đầu tư giáo dục cho con cái. Họ rất là khôn ngoan. Những người giàu ngày hôm nay họ rất là khôn ngoan ở chỗ đó. Họ tập trung vào đầu tư giáo dục cho con cái. Họ sẵn sàng
chọn những cái trường tốt nhất, họ sẵn sàng chọn cái thầy cô tốt nhất. Chào bạn Thu Hà. Họ sẵn sàng chọn những cái người thầy rất là tốt, và họ dành cái khoản tiền đó để họ đeo đuổi cái việc đầu tư cho con cái. Các bạn thấy là tại sao người ta phải bay đi Anh học, tại sao người ta phải bay đi Mỹ học, tại sao người ta phải bay đi Australia học? Bởi vì chúng ta phát triển được là nhờ chúng ta có trí tuệ, và chúng ta tiếp thu được với những cái nền trí thức văn minh hơn. Và thay vì họ để tài sản lại cho con cháu cái thói quen này, bây giờ bắt đầu người giàu họ lại thay đổi rồi, là thay vì họ để tài sản lại cho con cháu thì họ truyền lại cho con cháu cái tri thức, cái gì vậy, cái những cái kỹ năng mà trong hành trình cuộc sống họ có được, họ truyền cho họ con họ những cái kinh nghiệm, họ rèn luyện cho con họ những cái kỷ luật để trở thành một cái con người rất là khôn ngoan. Và người ta cũng phát hiện rằng là khi mà chúng ta để lại cái gia sản và tài sản lại cho con cháu thì phần lớn chúng ta lại phá hủy cuộc đời nó, bởi vì nó không có năng lực làm ra những khoản tiền đó, nên nó cũng không có cái năng lực giữ, nó chỉ có năng lực phá thôi, nó phá thì giỏi thôi. Nó là bây giờ người giàu họ rất là rõ ràng là họ không có để cơ nghiệp lại cho con, mà họ để lại trí thức cho con. Bản thân mình cũng vậy, bản thân mình cũng vậy, đầu tư học tập cho con là mình đầu tư tới nơi luôn. Tại vì mình không có quan điểm là sau này là để lại tiền cho con. Mình chỉ để lại cho con cái kiến thức, cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm. Nó là ngay từ bé, như bé Bambi nhà mình các bạn thấy không, nó đã đi nước ngoài, bé còn rất là bé nhưng bé đi nước ngoài rất là nhiều. Tết năm nay bé lại đi Hà Lan với mình, bé lại đi Mỹ với mình, bé lại đi Pháp với mình. Bé đi nước ngoài rất là nhiều, bởi vì mình muốn dùng cái đó, mình dùng những cái khoản tiền có được để mình như thế nào, mình đầu tư rất sâu vào cho con cái của mình, thay vì sau này mình để cho nó một cái cục tiền đó. Nhưng mà nó như thế nào ạ? Nó không có cái năng lực làm ra cái cục tiền đó, nó sẽ có năng lực phá cái cục tiền đó rất là nhiều. Và cái cuối cùng, cái thói quen cuối cùng rất là quan trọng là tuân thủ quy tắc 10%. Tuân thủ quy tắc 10%. Nghĩa là mỗi năm bạn chỉ chi tiêu trong 10% của cái giá trị tài sản của mình thôi. Dù bạn làm nhiều đến cỡ nào thì bạn cũng chi tiêu 10% trong 10% cái giá trị tài sản của mình có thôi. Bạn phải giữ cái quy tắc này thì bạn mới giàu được bền vững. Ok chưa? Quy tắc gọi là quy tắc 10%, các bạn ghi vô đi. Các bạn nhớ bấm like, các bạn nhớ chia sẻ, các bạn nhớ đăng ký subscribe vào cái trang của mình nhé. Mỗi năm bạn làm gì làm thì bạn chỉ chi tiêu trên 10% cái khối tài sản mình có được thôi. Ví dụ như các bạn như các bạn không được chi tiêu quá, bạn chi tiêu nhiều quá thì làm sao mà bạn tích lũy được. Và chi tiêu ít hơn 10% thì cũng không có được, vậy thì thành keo kiệt quá. Chi tiêu nhiều hơn 10%, bạn chi tiêu quá nhiều thì nó như thế nào? Bạn không thể tạo bạn được ăn mòn vào cái khối tài sản của mình. Ví dụ như là năm đó mà bạn tạo ra lợi nhuận của bạn, năm đó cái khối tài sản của bạn là 10 tỷ thì bạn chi tiêu cho cuộc sống là 1 tỷ thôi. Bạn hình dung chưa? Để bạn giữ cái khối tài sản kia là 9 tỷ để nó tạo ra tiền tiếp. Bạn thu nhập, bạn tạo ra cái khối tài sản bự thì bạn chỉ chi tiêu 10% để bạn tạo ra cái sự bền vững trong đó. Còn bạn nào mà thu nhập quá ít thì dĩ nhiên cái 10% nó không đủ, thì các bạn thấy bạn phải chi tiêu tới 50%, 60%. Thì các bạn thấy những cái người đó họ cũng mãi nghèo, họ nghèo miết qua năm suốt tháng họ không có khá được. Nên là những người đó phải cố gắng mà tiết kiệm hoặc là tìm cái cách tạo ra tiền nhiều hơn. Cảm ơn các bạn, tại chút xíu nữa là mình phải lên lớp rồi. Và tối thứ hai này mình có cái chia sẻ cho bạn là cái chiến lược kinh doanh ngày Tết. Các bạn biết là tuần này mình đứng lớp rất là nhiều. Hôm nay là đứng lớp nguyên ngày nè, cái lớp online rich. Ngày mai cũng đứng lớp nguyên ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ngày thứ hai thì mình đứng lớp link từ sáng cho tới 6 giờ tối. Ngày thứ ba mình cũng đứng lớp link. Cái cách xây dựng hệ thống và quy trình link là xây dựng hệ thống quy trình tinh gọn. Ngày thứ tư mình cũng đứng lớp nguyên ngày. Buổi tối thì mình live stream chia sẻ
cho các bạn về cái lớp chiến lược kinh doanh ngày Tết. Nên các bạn nào mà học cái lớp chiến lược kinh doanh ngày Tết thì các bạn như thế nào à? Các bạn hãy inbox cho mình. Dĩ nhiên cái lớp đó chúng ta phải đóng phí, cái mức phí là 500.000. Các bạn sẽ được mình huấn luyện trong 4 buổi tối. Hiện tại đã gần 100 bạn đăng ký học rồi. Bạn nào đăng ký trễ thì cái mức học phí nó tới 900.000 lận. Đăng ký sớm thì mức học phí có 500.000. Các bạn sẽ ngồi học tại nhà, các bạn trên khắp mọi miền đất nước, ở quê nào, ở trên cứ có livestream là chúng ta học, bởi vì mình chia sẻ bạn qua livestream trong một cái lớp kín. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã dành thời gian theo dõi cái livestream này. Gặp bạn lại sau ở những cái livestream khác.